Tàu Video Kim Mai xin chào hết cả nhà. Xin chào cả nhà. Mình dùng bếp mình nấu hủ tiếu đồ biển. Hôm nay mình có đồ tiêu đồ biển. Hôm nay mình có thịt, xương, bây giờ lộ. cả nhà cùng vào bếp nấu ăn với nhà mình cho vui nha. Mình nấu hủ tiếu đồ biển đây, xương xương thì bỏ vô mở lửa lên. Thương ngon các bạn. Nhà phần nhà bếp nấu nhà mình Kim Mai cho vui. Cắt chút tiền bỏ vào lộ. Cái tim lấy xương sườn đẹp, mình có nguyên một cục thịt đùi bự chà bá luôn, dương lục luôn. Cục thịt đùi luôn cả nhà ơi, sao nó bự thế, quá wow. Nó khổng lồ luôn. Còn hai cái món này mình làm sao? Đây là con mực, Mày thì cho nó làm sao đấy. là mực, còn bên đây là scallop. Giờ mình để cho riu riu đi, hủ tiếu có lẹ lắm, xương Xương nó này mang nhanh lắm, tiếng phân tiếng sao là giờ xương này nhanh lắm. tiếng sao là có ăn này. Mình hầm nó đi, chút nữa cho nó riu chút nữa. Giờ mình vớt thịt ra cả nhà ơi, thịt của mình luộc nãy giờ nó cũng đã chín rồi. Nãy giờ khoảng 45 phút. Cái tim. Tim heo nha. À, trái tim. Giờ nó teo là cũng chút xíu lại. Mình cục bự chà bá nữa. Còn một cái tim nữa. Hai trái tim. Cái tim này rộng rộng hơn được không? Trong trong miếng muối, vô muối đường, muối đường lên bột ngọt cả nhà. Nhanh nhỏ Trong muối đường 2 muỗng. hai muỗng Đường nó tùy theo khẩu vị của mỗi ăn bột ngọt thì cho bột ngọt, còn ăn thì phải cho cũng được, để bột ngọt đi trên nó có mùi mùi. Con nồi nước lèo cả nhà. Chút nữa mình ăn hủ tiếu gì đây? Hủ tiếu Tiêu đồ biển đi. hủ tiếu đi uh, ngoài hủ tiếu dài hủ tiếu dài. Mình cũng có mì hủ tiếu nữa, mình ăn hủ tiếu trước đi. Rồi tới đi đồ ăn của mình rồi. Mời cả nhà ăn tối cùng gia đình nhà Kim cho vui. Thôi mời. Buổi tối gia đình của mình mời cả nhà. Tối ai đi làm về nấu cơm tối cả nhà ơi, nấu xong cái cũng tối luôn. Đây mình có scallop, mực chiên giòn, mực chiên giòn này, mực chiên giòn của con bé mình ăn hết rồi nè. này mực luộc, còn này mực với thịt tim lại thịt đùi, chén nước mắm mình ăn không? xoài, em rổ rau luôn ngoài kênh này. Ngon gạo nhìn hấp dẫn cả nhà. Rồi mà cả nhà cùng ăn tối với nhà mình. Rồi khi ăn đi.
Dạ, mời cả nhà thử mấy này Mật coi. đề. Mời cả nhà biết cái hủ tương này nó hết hả nhạc. Ừ. Tương tương con gà ăn phở giờ này nó hết sản xuất rồi. Để mình thử miếng mực cho cả nhà xem cả. Ngon. Rồi, mời. Mực chiên giòn giòn. Ngon. Vừa ăn luôn. Ăn tối thôi cả nhà ơi. Đói bụng rồi. Có bộ mà ha. Làm xong cái đói bụng luôn nữa nè. Mà làm xong cái ngon. Thấy là nó no luôn. Đói bụng. Ai anh chơi chén nào dạ Vậy của mình. dạ sẽ lắc nó không ngoan Scala dạ có mấy rồi này scallop chiên bơ cơ nè. thơm một bơ Có mì bơ bơ tỏi nè. có này giờ mềm mại Thơm bơ tỏi. sao đây Bơ tỏi trái bơ nhỏ. Thơm đó hả? Giòn giòn Cái này ngon nè. Đi nó ăn bắt chạy luôn. lắm Ngày chiên ngon. Mực chiên bột bây giờ giòn. bột bắp Mà chiên bột bắp á. Bắp rồi giữa thịt của mình cái thịt gỗ gà rồi ha. Sảy. Nấu xong mà cũng tối luôn cả nhà. Mấy cái. Dạ, cứ ăn miếng này cứ hay nồi đó. Còn nồi hủ tiếu nữa mà Giờ này bụng đau ăn hủ tiếu mà tại nhà. còn nồi hủ tiếu nữa mà không biết ăn được không Cái này thơm chứ. Nồi hủ tiếu nữa còn nồi hủ tiếu nữa mà không có bụng để ăn thôi gì hẹn gặp lại bữa khác mình ăn hủ tiếu đây nè mình có nguyên một tô hành phi luôn còn đây là mì mì tươi còn đây là hủ tiếu dai Tiêu vàng rồi hủ tiếu đồ biển ngon á. đây mì tươi Mình giờ no quá cả nhà. mì tươi này ít ít chỗ bán lắm nha không có phải dễ đâu thường thường ở bên đây hầu như là ăn mì mì khô là nhiều hay là mì đông lạnh còn này là mì tươi một hũ hành phi luôn ăn hủ tiếu không mình làm cho kiểu mô tô mực nó ngon á Mà cũng đang chiên ngon nè. Nó vàng mà nó giòn nó
cả nhà. Bột nó mềm, Mực ngon ra. nó không bị cứng bột. Nhà thêm mực ngon. Ngon. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của gia đình nhà mình nha. Hẹn gặp lại video kỳ sau. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Hủ tiếu hẹn gặp lại đi, ăn hủ tiếu. Bây giờ không có bụng để ăn hủ tiếu. No quá. Bye bye. Bye bye.